xấu đó xuất hiện sau. Mọi người chuẩn bị hành động theo kế hoạch chúng ta bàn bạc băng nỉ. Ta sẽ canh thời gian tìm cơ hội tấn công. Lôi người bị ổi. Mở phí. Xong lên. Tấn công. Thu hút sự căm giận của nó. Không còn cậu nhắc. Kiếm khí phá phòng ngự. Giờ bật cái gì mà Kiều Du dùng pháp trượng đánh một cái mà đã bị trừ 500 lĩ 8 chứ. Mình không tin chỉ cần có vết thương thì chém vào gió tao cũng có thể chém chết mày. Tấn công trừ 2. Nhả nhép, người muốn chết trước thì ta sẽ giúp ngươi. Tới đây, vua Mộng Yểm. Đại trưởng phu, xin nói thời lượng thế thì nên dùng kiếm của mình tạo nên công đạn. Mở phi, tại sao phải sợ chết? Dương hướng địch. Tả trục, trói buộc, đất cát. Lại chặn ánh sáng. Làm giảm 2 tầng lực tấn công, cộng thân thuộc trị liệu của triệu tử nghiệt mới có thể miễn cưỡng cản được. Cộng 10 HP, cộng 10. Không giữ được thêm lâu nữa rồi. Kiều Du cậu xong chưa thế? Tôi sắp đi đầu thai thật rồi. Đến đây. Trường 182. Cảnh báo. HP 336 trên 1000. Lượng máu của vua Mộng Yểm quá thấp sẽ kích hoạt Mộng Yểm cảnh. Nghi rồi. Thời gian thi pháp sẽ gây ra thiệt hại khu vực, không thể nào mà ngăn cản. Trừ 10, trừ 9, trừ 11. Không thể nói vua Mộng hiểu có cơ hội. Nhóm người vô gan chìm sâu trong ảo cảnh lâu như vậy chắc là vì trúng chiêu này. Dừng thi pháp lại. Cho tao. Vua Mộng Yểm, lượng máu còn lại 128 trên 1000. Vẫn còn thiếu chút nữa. Kiều Du, còn phải cẩn thận đó. Tôi không còn pháp lực để chữa trị nữa rồi. Vậy thì không chữa nữa. Từ 128. Chúc mừng người chơi Kiều Du đã giết chết boss cuối ở thôn Mộng Yểm, thưởng 30 điểm thuộc tính tự do. Phát hiện thấy người chơi Kiều Du đánh bại boss bằng cách đánh giá giáp lá cờ, thưởng 10 điểm thuộc tính, kinh nghiệm cộng 50. Chúc mừng người chơi Kiều Du liên tục thăng cấp, điểm kinh nghiệm hiện tại 30 trên 70, thưởng 10 điểm thuộc tính tự do. Nhiệm vụ ẩn dấu giết chết vua Mộng Yểm hoàn thành. Hệ thống sẽ dựa theo cấp bậc người chơi đã phát phần thưởng. Đang đánh giá cấp bậc độ hoàn thành của người chơi. Thành công rồi. Đánh giá thành công. Bên shop cấp bậc của người chơi Triệu Tử Nghiệt cấp D, thưởng kỹ năng cấp D, xuân phong vật liễu. Bên shop cấp bậc của người chơi Triệu Tử Nghiệt cấp C, thưởng kỹ năng cấp D, giáp gai chống thương tích. Bên shop cấp bậc của người chơi Dương Hướng Dịch cấp C, thưởng kỹ năng cấp D, thực lỡ đốt. Bên sẽ cấp bậc người chơi mở vị cấp sơ, thưởng kỹ năng cấp đưa nhất kiếm cách thửa. Bên sẽ cấp bậc người chơi Kiều Du cấp A, phá phần thưởng cấp A cho người chơi kinh nghiệm cộng 50 sắc kỹ năng cấp bơ điêu linh thuật. Tạm thời không sử dụng kỹ năng được nhưng còn có hồn hạch. Vua Ma Vương, mày phải cho tao món đồ tốt chút đó. Thấu Long Kiếm cấp bậc bơ, tác dụng tăng thêm 100 điểm sức tấn công, có thương đối phương 30%, ảo giáp tăng 20% tổn thương do kiếm khí, không có thời gian hồi. Ngành ngờ hạn chế, chiến sĩ cấp bậc hạn chế, sơ cấp level 11. Ôi trời, sao có thể rút được một thanh kiếm cấp bơ cơ chứ? Thuộc về cậu đó. Sao còn lại đưa tôi kiếm cấp bơ chứ? Ở đây chẳng phải có mỗi cậu dùng kiếm thôi sao? Tôi cũng đâu có dùng cậu. Cũng cho cậu thì cho ai? Cậu không biết giá trị của trang bị cấp bơ sao? Rất nhiều người chơi phí tiền, chi tiền nhiều vô cỡ cũng chưa chắc đã có được thứ này. Nếu như mang đi bán thì cũng đủ tiền để đổi được một căn nhà. Không sao cả, cứ dùng đi.
Cái tên vua Mộng Yểm rất rưỡi này đúng là chỉ có một món trang bị thôi. Thôi vậy, xem bản thuộc tính đi. Họ tên Kiều Du, ngành nghề vong linh pháp sư, cảnh giới học ngờ level 7, sức mạnh 151, quái lực lộn thần S2, phòng ngự 6, nhanh nhẹn 9, tinh thần 0, giá trị pháp lực 300 trên 300, giá trị sinh mạng 70 trên 70, điểm kinh nghiệm 30 trên 30. Thiên phú trái tim của pháp sư, dũng cảm, không rõ cấp bậc, kỹ năng cú đánh tạo kỳ tích, cấp A, trang bị, nhắm vua khô lâu cấp sơ, sát kỹ năng, thuật triệu hồi khô lâu cấp F, điêu linh thuật cấp B, sức mạnh nó tăng lên nhưng lượng máu mới được có 70 điểm, quá ít. Giống như là một tờ giấy đập cái là rách. Thiên phú trái tim dũng cảm của pháp sư tác dụng bị động. Khi phát hiện người chơi kiều du tấn công đối phương bằng phương pháp đánh giá đánh giáp lá cả sẽ nhận được thưởng điểm thuộc tính tự do. Tác dụng chủ động duy nhất, người chơi có thể nâng giá trị của người của những thuộc tính khác lên bằng điểm một thuộc tính bất kỳ. Hạn chế trước khi sử dụng tác dụng chủ động thì chỉ có thể ràng buộc với một thuộc tính duy nhất. Hạn chế bị động, không thể tăng điểm cho những thuộc tính khác. Chỉ có thể tiếp tục á, nghĩ cách sau này giữ mạng kiểu gì. Vẫn nên bình tĩnh một chút, không được rối loạn. Nhiệm vụ ẩn dấu đã hoàn thành, tiếp theo sẽ dịch chuyển vào thế giới thực. Xin người chơi hãy chuẩn bị. Kiều Du, quay lại rồi. Lớp trưởng và tá trực bọn họ cũng quay lại rồi. Cuối cùng các em cũng quay lại rồi, thầy hiệu trưởng. Các em đã bị 2 ngày, đã đi 2 ngày, thấy còn sợ là các em không quay lại nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thầy đã nói mà, các em á chắc chắn là mở được vòng phụ ẩn dấu. Lần này rất tốt. 5 người các em á tuyệt đối sẽ là miếng bánh ngô mà các trường học hàng đầu tranh giành. Wow, có thể trở thành thiên tài được các trường học hàng đầu lựa chọn là chúng ta có những 5 người. Chúng ta sau này hoàn toàn xứng đáng với cái danh xưng là lớp thiên tài. Khi nào tôi mới có thể trở nên ưu tú được như nhóm của Kiều Du và lớp trưởng? Cứ đợi đấy, đi Kiều Du, vòng sau tôi sẽ khiến cậu hối hận vì đã cho tôi khối lông kiếm. Có sự hỗ trợ của trang bị này, đợi đến sau cảnh giới sơ cấp level 11 chắc chắn là đủ tháng cậu. Hiểu được. Ngô có đại học Thanh Hoa và Kinh Đô đến rồi. Là đến để gặp Nam Y mấy sao? Thông tin này mình còn chưa báo cáo lên trên mà nhỉ. Tin tức của các trường đại học hàng đầu nhanh nhạy thật đấy. Xem ra trước khi nghỉ hưu, mình có thể đặt một dấu chấm hoàn hảo cho sự nghiệp của mình rồi. Hiệu trưởng Tiết, lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp hiệu trưởng Tiết. Thầy Bành, thầy Bùi, lâu rồi không gặp. Đây chính là 5 em học sinh thoát khỏi thôn Mộng Hiểm và mở được nhiệm vụ ẩn sao? Quả nhiên là không tầm thường. Xin chào 5 em. Thầy là Bành Lương Ký, giáo viên tuyển sinh của Đại học Kinh Đô. Hiện tại là trường của thầy cần gấp những thiên tài ưu tú trong cái thế giới khác như các em. Nếu các em đồng ý, thầy ngày mai sẽ đưa giấy thông báo trúng tuyển cho em. Bành Lương Ký, anh không còn giữ thế diện phía sau, còn chưa kiểm tra mà đã bắt đầu cướp người. Tôi chỉ đại diện cho trường Đại học Kinh Đô chúng tôi, mang theo thành ý này thôi. Nếu anh không tin 5 em học sinh muốn kiểm tra một lượt vậy thì bắt đầu đi. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Bùi Hưng Quốc, thầy giáo tuyển sinh của Đại học Hòa Thành. Mọi người không phải căng thẳng. Bài kiểm tra sẽ là kiểm chứng ngành nghề của năng lực của các em. Thu thập các một số liệu cá nhân để xem các em liệu có phù hợp với tiêu chuẩn nhập học không. Kiểm chứng năng lực ngành nghề, vậy mình không thể nào mà sử dụng kỹ năng hả? Chẳng phải. Nhưng mà nhất định phải đổ vào Đại học Kinh Đô để tìm kiếm manh mối của bố mẹ. Trong số các em, ai sẽ là người làm bài kiểm tra? Em trước gì ạ? Em là Mã Phi, kiểm tu học viện Thiên Phú cấp B, cấp bậc level 5.